bán cháo trai, còn sau này mẹ bán cháo lòng, rồi chị mẹ cho 2.000 đồng. Là nhưng mà cái lúc đầu á là bán cháo trai, bán cháo đốc á. Rồi sau này là mẹ nấu cháo lòng, mẹ nấu cháo lòng mẹ bán, là bán ở công ty này kia nọ đó. Bán cháo lòng luôn tới giờ này. Là mẹ bán trước. Mẹ bán cũng 6-7 năm giờ. Là mẹ bán ở chỗ xứ khác á. Rồi còn cái này là mình ở Long Xuyên, là nhà em ở Long Xuyên, còn nhà vợ em ở Thốt Nốt dưới đó. Đây buổi chiều bà con cô bác ghé dùng cháo cũng khá là đông ha. Tại vì mình bán giá bình dân ăn ai dùng cũng được. Cũng như là anh đang một cái đồ cháo của em là có biến sẵn trong cái tô. Ăn rồi anh cảm thấy chưa no, anh kêu thêm, anh kêu thêm hoài vậy đó. Bình thường là khoảng 15 nha. Chỉ là bún nha, còn thịt thêm mà mình gắn tính tiền nha. Bún thôi. Có nghĩa là bún là ăn thoải mái, chừng nào no là thôi. Thôi no thôi, anh kêu 7-8 tô, mình vô vậy đó. Đây coi chị gái làm tô cháo lòng 15.000 nha cô chú anh chị. Tô cháo 15.000 là mình có thương ít ít gì đó hả chị? Dạ mỗi hướng đủ món đó. Rồi này hồi nãy chị nói là mình dồn gì gì ha? Dồn rau thịt với lại huyết anh. Tới thèm hết sức luôn ha. Một câu không dời không khỏi. Còn tôi này đủ nó dầu ơi, sao mới tới đâu này. Tới đây đủ nè. Mến chào cô chú anh chị các bạn nha. Rất vui khi được gặp lại cô chú anh chị các bạn trong một video clip tiếp theo của em. Chiều hôm nay thì em đang có mặt trên con đường Nguyễn Trãi thuộc phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, An Giang cô chú anh chị. Ở đây là gần ngã tư giao nhau giữa đường Nguyễn Trãi và đường Thọ Thầu nè cô chú anh chị mình. Thì ngay chân cái chỗ này có một cái quán cháo lòng mà em thấy cái để cái bảng là 15k miễn phí bún luôn. Thấy bà con cô bác ghé đây ăn cũng rất là đông vào cái buổi chiều tối đó cô chú anh chị mình. Thì video hôm nay thì em sẽ review quán cháo lòng này để cho cô chú anh chị các bạn nào có ăn cháo buổi chiều đó thì mình ghé đây mình dùng nha. Ở đây là cháo lòng Tuyết Nga nè cô chú anh chị bạn. Từ ở phía ngoài mình nhìn vào nè ha, cái mâm đồ lòng của heo nè, rất là hấp dẫn luôn cô chú anh chị các bạn. Ở phía trong là sắp thứ nào ra thứ nấy phía trong đó ha. Cháo lòng 15k thì nói đầu ngay cũng giá cũng rất là bình dân đó cô chú anh chị bạn. Ồ, phía bên đây là nguyên một nồi cháo mà. Cái này là mình mới dọn ra luôn hay vậy anh? Mới dọn. Rồi. Bình thường là 6:15 mới có. Dạ. Vậy là bữa nay sớm hơn tí đó ha. Rồi bữa nay là được. Nói chung là thường thường là 6:15 là nhiều. Dạ. Tại bữa nay mình hên nè. Hên lâu lâu đi sớm được bữa. Dạ. Ở trong đó là còn huyết với cháo không ha? Dạ, huyết với cháo còn thịt là mình trên đây. À, đồ lòng là mình vớt ra rồi chứ ha. Đồ lòng là vớt ra rồi. Trời ơi. Cái nồi cũng khá là to ha cô chú anh chị các bạn. Ngày là mình mấy nồi vậy là anh? Ngày mình 2 kg gạo đó. 12 gì đó chứ mà ngày 2 tiếng đó. 2 tiếng rưỡi. Là từ 6:30 tới 9 giờ khoảng 9 giờ thì 18 mấy. 2 tiếng. 12 kg gạo. Tại vì mình cứ bán gì quá, chậm đi hoài. Hồi nãy em thấy cái thùng bên đây là thùng gì mà? Cái hả? Ừ. Hồi nãy em thấy hình như có dồi không biết gì trong đây nó không? Đó huyết. Cái đó là cái cháo đâu anh mở nhẹ nhẹ coi cái là cái cháo à, con huyết cái này của chú anh chị cái đặc gì đó. Trời ơi cái đặc cái đó rồi mình chặt cho hoài gì đó mình múc cái bắt đầu mình châm cái đặc từ từ vô ha tùy theo dần
Dạ. Mình canh đó, mình tự mình canh đó, nhiều khi nó đặc, nó lỏng, lỏng thì mình thêm nước, ủa nó đặc thì mình thêm nước, còn nó lỏng thì mình thêm cái. Dạ. Cái gì lặp đi lặp lại đó. Mình canh cho vừa đủ cái độ cháo của mình thôi. Đúng ha. Rồi. Dạ. Canh xong rồi vừa đủ là làm. Đó, một đêm như vậy là 12 kg gạo đó cô chú anh chị bạn. Ở đây mình sử dụng cái lò bằng gì mà em thấy gọn quá anh? Bếp khè hả? Ồ, hàng chi thấy không có than, không có lửa nhưng mà đứng gần cũng khá là nóng đó cô chú anh chị bạn. Nhìn thấy gọn ha. Yeah. Anh chị bán đây vậy là lâu chưa? Chưa được năm. Yeah. Rồi. Vậy là bán trước Tết phải không? Bán trước Tết. Yeah. Buổi chiều em hay chạy ngang đoạn đường này đó, em thấy bà con cô bác ghé dùng cháo ở đây cũng khá là đông luôn đó. Bởi hôm nay em ghé lại rồi em review cho bà con cô bác xem. Ở phía trong nè cô chú anh chị các bạn, cái mâm thịt ở đây chị gái sắp phải nói rất là đẹp luôn ha. Thứ nào ra thứ đó nè. À, có dầu nữa nè cô chú anh chị. Ồ, dầu của mình thấy có cái lá gì xanh xanh ở phía trong. Rau á anh. À, rau hả? Wow. Quyết. Yeah. Rau quyết. Như vị gì nữa ha? Thịt. À. Thịt bằm đó ha. Dạ. Yeah. Cái này chủ yếu là quyết với rau anh, tại này là dầu quyết. Rồi, yeah. Dầu quyết. Ồ, oh, mình sắc sẵn để ra tô ha. Đầu lòng của mình là cơ bản có đầy đủ hết trơn hả chị? Dạ. Em thấy là có non, tim, cuốn họng, gan, phổi, thịt chứ rồi cái này. Cái này là chẳng dừng. Ờ, à, chẳng dừng ha. Ôi. Lá mía thì em muốn hấp sẵn hấp ăn nhiều. Tối đó là không gan á. Hai tô đầy đủ chưa? Hai tô đầy đủ. Cái lấy đưa qua anh trai này múc nha. Ồ, tô cháo lòng 15.000 mà rất là to luôn của chú anh chị các bạn. À, ở đây anh trai sử dụng cái tô cũng khá là to nha. Tô này thấy gì cái lòng sâu lắm. Rồi. Hai lá chưa hấm đó nè. Là bình thường ngày nào cũng múc vậy chứ không phải là quay mới múc vậy. Rồi. Lên ăn là múc vậy. Nhìn cái mâm thịt này của cái cô chú ấy á, của cô chú ấy á, rất là gọn luôn nè cô chú anh chị. Anh sắp ngay hàng anh lối cho anh ha. Đâu đó này đủ luôn á. Có phèo nè, gan nè ha, với lại cổ họng nè, tim, với lại thịt đó cô chú anh chị bạn, ba gọi đó. Nè thôi, đây đủ. Ở dưới bàn cuối của cô chú á. Rồi trường nè. Rồi trường mình có cái rau xanh xanh ở phía trong nhìn hấp dẫn quá ha. Cái tủ cháo này thấy phía ngoài nhìn cũng rất là gọn luôn, nhưng mà phía trong nhìn thấy cũng rất là sạch sẽ luôn cô chú anh chị bạn. Ha, đồ đạc nè ha. Chén quyết, chén dòi thêm. Cho chị tô cháo để thịt thôi. Đừng có để lòng ha. Để thịt. Một tô cháo để thịt không với một chô tô cha quyết để miếng cháo. Chưa. Dạ. Thịt là chị lấy thịt nạc nha ba lại. Ừ, lấy thịt nạc, từ lấy thịt mỡ mỡ vậy nè. Dạ. Bên một ký nha cưng. Bên thịt quay lô ký. Bữa nay em không ai bưng á. Bữa nay em không có một cái đứa này mới vô đâu có biết. Thôi chị bưng được không? Được, chị bưng em đi gì được. Ồ, khách hàng này quá nhiệt tình luôn rồi. Mua tự bưng luôn hả con? Con mở tủ đi mẫu rồi. Mình muốn ăn mình tự bưng luôn đi. Dạ. Chén dòi nè. Ồ, cái chén dòi thêm này nhiêu anh? 10.000. Ờ, 10.000 ha. Trời ơi, nhìn cũng rất là hấp dẫn luôn nè cô chú anh chị các bạn. Đó. Cháo quyết không? Quốc một tô quyết. Quyết thì mới miếng cháo thôi, hiểu không? Hai bọc cháo với bọc cháo quyết. Một tô quyết với thêm ít cháo.
tô đó tô thêm đó hả con? Cái này là cái tô bình thường. Cái tô bình thường nè, xong rồi cho chị gái giùm anh đây ý ai. Lát mình tô chơi quyết không á. Nè cái tô quyết không với một chút xíu cháo của chị gái nè. Hỏi có để tiêu với ngò gì không? Để đầy đủ cưng, rồi chị trả tiền đi gần hồi qua lấy tô nha. Như vậy. Để có chị 20. Ồ, okay. Như là tô cháo bình thường với lại một tô cháo thêm là 5.000 đó anh. Giờ này thì cũng vô cái giờ cao điểm của quán rồi đó. Để em quay cái khung cảnh quán. Em cho 10.000 quý. Cho cô chú anh chị các bạn cháu xem nha. Đây là cô chú anh chị bà. Ở phía ngoài đường, con đường Nguyễn Trãi nè ha. Đó, bà con cô bác dùng cháo tại đây cũng rất là đông luôn nè. Đó, rồi ta mua đem về rồi ăn tại chỗ cũng có đầy đủ luôn nha. Đi thẳng hướng này là mình đi xuống chợ Long Xuyên luôn đó cô chú anh chị các bạn. Kế bên đây có nước ép nè ha, ép bưởi, ép cam, có khóm luôn. Đây sẵn quay cái xe nước ép bên đây luôn nè. Anh trai này đang gắt cam của chú anh chị. Đây có vô ca chai sẵn hết trơn nè ha. Bảng giá là phía trên nè, cam ép 20, bưởi ép 25. Ở đây cam với bưởi anh thấy như là có chanh dây nữa em. Cái này là dâu tầm hả? Cái này là dâu tầm, cái này là tisol. À, chai tisol nhiêu? Tisol 10 ngàn. Rồi này, dâu tầm 20, chanh dây 20. Vậy là chỉ có bưởi là 25 thôi ha. Khóm cũng 25. À, khóm cũng 25 luôn. Có ép khóm sẵn chưa? Có luôn. Có luôn hả? Có giới thiệu chiếc xe cháo lòng Tuyết Nga 15K đó cô chú anh chị. Đây có kêu ra một tô nè ha. Trong tô là có 4 sẵn luôn đó. Tô cháo lòng 15K phải nói rất là bình dân luôn. Tô này cũng thuộc dạng cái tô to đó cô chú anh chị bạn. Có dồi nè ha. Có phèo, có huyết. Nói chung độ lòng của heo thì cơ bản là đầy đủ luôn đó. Ai không ăn cái gì đó thì cứ dặn nha, người ta không có để. Con 15K phải nói rất là chất lượng luôn ha cô chú anh chị bạn. Ở đây thì có cái gỗ gao nữa. Đây có quế, gao đắng với lại ngò ôm đó cô chú anh chị bạn. Ai ăn cái gì đó thì cứ lạc bỏ vô nha. Thì cháu 15 ngàn. Rồi em mời cô chú anh chị các bạn nha. Rồi trường này cô chú anh chị bạn nhìn rất là hấp dẫn luôn ha. Trong giò có rất là nhiều rau luôn. Có tiêu. Rất là ngon nha. Giò trường ở đây là nhiều rau. Quá với ngò gai thêm
cũng rất là ngon luôn. Lúc trước em chạy qua chạy lại cái đoạn đường này hoài, em thấy buổi chiều ở đây bán rất là đắt nha. Hôm nay có thời gian rảnh ghé lại review cho cô chú anh chị bạn xem. Video của em cũng xin kết thúc tại đây. Hẹn cô chú anh chị các bạn trong những video tiếp theo nha. Cô chú anh chị các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh trước khi rời đi nha. Em cảm ơn rất nhiều ạ.